Xin chào tất cả các anh em đang theo dõi Moto Vlog của Navu. Các anh em ạ, có một cái câu nói rất là hay về đàn ông như thế này. Đàn ông giống như những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ cứ ngày càng lớn dần mà thôi. Tôi thấy cái câu nói này nó rất là đúng khi mà áp dụng vào các anh em chúng ta, những anh em đam mê xe. Vâng, tất nhiên rồi, những anh em đang ngồi xem Moto Vlog của Navu chắc chắn là đều là những anh em đam mê xe cả. Các anh em chúng ta thì đều xuất phát điểm từ những chiếc xe 150cc như là Exige hay là Winner. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ đến những dòng 300cc, rồi tầm trung 600cc. Nhưng tất cả những con đường đều hướng về 1000cc cả. Và hôm nay trong hành trình trải nghiệm xe, cái nhật ký chơi xe của Navu sẽ đánh một dấu mốc mới. Một dấu mốc cũng rất là đặc biệt khi mà mình vừa mới tiếp nhận một chiếc xe 1000cc, một chiếc xe Nextbike mà có lẽ bấy lâu nay các anh em đã thần thánh hóa nó. Vâng, chiếc xe mà tôi đang nói đến đó chính là Kawasaki Z1000, hay còn gọi là Z1000 thần thánh đấy. Thì đây sẽ là tình nhân mà Navu sẽ hẹn hò trong một khoảng thời gian tới, trong những số vlog tới. Vâng các anh em ạ, đây chính là chiếc Z1000. Và chiếc xe này cũng còn khá là zin đấy, chỉ lên một số đồ chơi cơ bản thôi. Tuy nhiên trong vlog ngày hôm nay của tôi thì tôi khoan nói về các cái đồ chơi, đánh giá cái cảm giác lái xe, mà tôi chỉ muốn nói về cái cảm xúc khi mà tôi mới tiếp nhận chiếc xe này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi mới tiếp nhận nó nên là cũng chưa trải nghiệm được nhiều. Đấy, để đánh giá cảm giác lái cũng như là đồ chơi xe thì có lẽ tôi phải về tìm hiểu cũng như là về trải nghiệm đi với nó một quãng đường cho phép đã. Đấy, để có một cái gọi là cái đánh giá nó khách quan nhất. Đấy, còn trong hôm nay thì thực sự là chỉ muốn nói về cái cảm xúc khi mà tôi mới tiếp nhận một chiếc xe mới thôi. Một chiếc xe có lẽ là mới đối với tôi, còn có thể là rất nhiều các YouTuber, các vlogger khác đã nói về chiếc xe này rồi. Đó, tuy nhiên thì mỗi người sẽ đều có một cái cảm nhận riêng, một cái cảm xúc riêng đúng không? Thế nên mới gọi là Moto Vlog chứ đúng không? Để mà nói về cái cảm xúc của tôi lúc này thì nói thế nào bây giờ nhỉ? Anh em hay ví như Moto như vợ hai, vợ ba, hay nói chung là phụ nữ đấy. Thì nếu mà so sánh như vậy thì khi mà chúng ta tiếp nhận, làm quen với một chiếc xe mới thì cũng không khác gì với việc tiếp cận một người phụ nữ mới quen. Đấy, chúng ta làm quen với một cô gái rất là xinh đẹp, rất là nhìn rất là nóng bỏng. Nói chung là có cái cảm giác gì đấy gọi là hơi lâng lâng, hơi gọi là hồi hộp một chút đúng không ạ? Vâng, nếu mà cô ấy có vòng ba bốc lửa như thế này thì chúng ta còn hồi hộp hơn nữa, đúng không? Cái kiểu lúc mà mọi thứ còn đang rất là lạ lẫm ấy, thì nó rất là thú vị nhá. Anh em công nhận không? Anh em nào có người yêu hay lấy vợ rồi thì chắc chắn là công nhận với tôi một điều là cái giai đoạn hạnh phúc nhất trong tình yêu ấy là cái giai đoạn mới quen, chắc chắn luôn đúng không ạ? Bởi vì mọi thứ nó còn rất là lạ lẫm, rất là khiến chúng ta phải tò mò đấy, giống như là chúng ta phải làm quen từ cái việc tư thế ngồi chiếc xe này như thế nào, các góc lái như thế nào, cân nặng của ấy như nào. Phụ nữ cũng như vậy anh em ạ, khi mà mới quen chúng ta còn thấy rất là lạ lẫm, chúng ta chưa thể quen ngay với cái cơ thể của cô ấy, chưa biết là bóp vào đâu thì cô ấy sướng đúng không? Đấy. Cũng như là tiếng nói của cô ấy, chúng ta phải mất thời gian chúng ta mới thích nghi được giọng nói của cô ấy đúng không? Cũng giống như chiếc xe này vậy, chiếc xe chúng ta thể chưa quen được cái tiếng máy, tiếng bô của chiếc xe, chúng ta còn cảm thấy nó rất là cái gì đấy rất là lạ khi mà chúng ta điều khiển nó. Và chúng ta chắc chắn rồi phải mất một khoảng thời gian thì mới gọi là hai cơ thể, người và xe, hòa nhập là một, đúng rồi. Và đây chính là cái giai đoạn mà có thể nói là đầy phấn khích, giai đoạn mới quen xe, đúng không? Ok, tâm sự lúc mới lấy xe vậy thôi. Bây giờ có lẽ tôi sẽ đưa cái chiếc xe này về nhà. Vâng, các anh em ạ, tôi phải làm quen với nó một chút đã thì mới có thể đưa ra những cái đánh giá nó gọi là nó chân thực nhất. Và có lẽ trong những Moto Vlog sau tôi sẽ gọi là nói về đồ chơi của chiếc xe này cũng như là cái cảm giác lái của Z1000 như nào để cho các anh em tham khảo. Đó. Bây giờ ok, bây giờ nghe một tiếng bô một chút. Đấy. Đây là đồng hồ, bảng đồng hồ của Z1000. Và
Ok, tôi sẽ đề máy lên nhé. Đây có nút tắt máy tạm thời đã. Vâng, thưa các anh em ạ, cảm giác nó thực sự đúng là rất là lâng lâng. Như kiểu là lần đầu chạm tay vào con gái anh em ạ. Cảm giác đúng kiểu thế luôn, đúng không? Wow, tôi đang ngồi trên con Kawasaki Z1000 đây rồi. Wow, ok. Tôi chỉnh lại cái này một chút. Thôi, cái này để nguyên thế đi. Đúng là cái tiếng rên của em nó quá là phê. Quá phê luôn. Nghe mà nó có cảm giác nó rất là kích thích. Kích thích người chơi xe vậy. Đấy. Ôi, chết rồi. Chết máy. Bởi vì tôi quên không gạt chân trống lên. Đúng rồi, cái xe này là khi mà chúng ta vào số 1 là nó tự động chết máy anh em ạ. Mình chưa quen lắm. Đúng rồi. Nói chung là ai cũng phải trải qua cái cảm giác như này. Chúng ta chưa quen các cái tính năng của xe đúng không? Bây giờ ok, để lại nhá. Ok. Vâng, thưa các anh em thì khi mà mới lên xe thì tôi sẽ đi chậm thôi. Đi chậm để có thể là cảm nhận từ từ, cảm nhận gọi là chuẩn nhất những cái nước ga đầu của nó, đúng không? Lên số 2 một chút này. Đấy. Đúng cái kiểu đi làm quen một cô gái vậy anh em ạ. Không khác gì luôn. Mọi thứ còn vẫn đang rất là lạ lẫm. Chạm vào đâu cũng thấy rụt rè anh em ạ. Xi nhan cũng thấy rụt rè. Mà nhích ga cũng cảm thấy nó hơi hơi cấn tay. Có lẽ chưa quen xe thôi. Thực sự là rất phấn khích anh em ạ. Nghe cái tiếng rên của em nó mà tôi rất là cảm thấy như bị kích thích trong người vậy. Có cái gì đấy nó sục sôi vậy. Đoạn này sang đường cẩn thận này. Đoạn này sang đường. Hiện tại thì tôi đang ở khu vực Thạch Thất, Thạch Hòa, Thạch Thất của Hà Nội. Cái hướng đi mà đi thẳng ấy thì sẽ là hướng đi Hòa Bình đấy anh em ạ. Cái khu Xuân Mai Hòa Bình. Còn tí nữa thì tôi sẽ rẽ bên trái để theo đường Đại lộ Thăng Long để về Hà Nội.
Vâng, anh em ạ, tôi vừa nhích ga lên một chút để thử xem cái độ bốc của xe như nào. Vâng, các anh em, tôi không biết dùng từ gì để có thể mô tả lại cái độ phê của nó. Nó quá là kích thích. Rồi, okay, phải tạm gác lại sự kích thích để tôi phải qua đường ở chỗ này. Cái đường ở đây ấy, nó có rất nhiều những cái đoạn ngã tư nó khuất như này, thế nên là tôi không thể vít nhanh được. Thực sự là mình chưa quen xe, khi mà chúng ta mới tiếp xúc với xe mới, xe lạ ấy, thì anh em nên gọi là kìm hãm cái sự hưng phấn của mình lại. Nếu mà vít ga quá đà ấy, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đấy, thế nên là hiện tại là tôi đang hết sức kiềm chế cái độ hưng phấn của mình. Trong những cái mô tô vlog sau thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về cảm giác lái Z1000. Đó. Tôi phải trải qua một quãng đường đã, chạy thử đã thì mới có thể đưa ra cái ý kiến nó, cái cảm nhận nó chân thực được. Đấy. Hôm nay chỉ là một cái buổi đi dạo thôi. Dạo chơi với cái người gọi là cô người tình mới quen. Một cô nàng rất là cơ bắp. Vâng, thưa các anh em, thì đoạn đường thẳng và đẹp đã qua đi. Và giờ là đến lúc tôi phải tiến vào khu vực nội thành Hà Nội, nơi mà có cái tính chất giao thông hết sức là phức tạp. Vâng. Và vì cũng chiếc xe mà tôi cũng mới tiếp nhận nữa, thế nên là có lẽ tôi nên tập trung để lái xe hơn là chém gió trên vlog, đúng không? Sắp về nhà rồi. Thì những cái bài chia sẻ, những cái cảm nhận khác tiếp theo tôi sẽ chia sẻ trong những thời gian sắp tới. Anh em nào quan tâm đến dòng xe Z1000 thì có thể tiếp tục theo dõi tôi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những mô tô vlog lần sau. Xin chào. Tôi dừng để tôi tắt cam này.